truyền thông Hoa ngữ khen ngợi Chibu đẹp hơn Triệu Lệ Dĩnh. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức giải trí VNews. Chibu bất ngờ được khen ngợi trên các trang báo xứ Trung vì vẻ đẹp đặc trưng, đồng thời còn được đặt lên bàn cân so sánh với mỹ nhân Cbiz Triệu Lệ Dĩnh. Từ xưa đến nay, việc nghệ sĩ Việt được xuất hiện và khen ngợi trên các trang báo, truyền thông quốc tế tuy không hiếm nhưng cũng không phải chuyện quá thường xuyên. Ngoài một số nghệ sĩ lớn như Mỹ Tâm, Ngô Thành Vân, Sơn Tùng MTP, thì mới đây, cô ca sĩ trẻ Chibu lại bất ngờ xuất hiện trên các trang tin lớn như Sina, Sohu, 163 của Trung Quốc với những lời bình luận có cánh cho vẻ đẹp của cô nàng. Chibu được tôn thành đệ nhất mỹ nhân Việt Nam trên trang báo mạng xứ Trung. Cái tên Chibu thực sự được ảnh hưởng rộng rãi hơn nữa, nhất là kể từ khi cô nàng nghiêm túc trong vai trò ca sĩ. Cho đến thời điểm hiện tại thì cô nàng đang là một trong những nghệ sĩ trẻ có tầm ảnh hưởng lớn ở Việt Nam. Mới đây trên trang Sina của xứ Trung đã có bài viết gây chú ý chia sẻ hình ảnh của Chibu kèm theo rất nhiều lời khen ngợi. Những bài viết này còn gây sốc với dòng tiêu đề đệ nhất mỹ nhân Việt Nam, nữ thần quốc bảo nhan sắc, và đồng thời cũng nhận được rất nhiều bình luận khen ngợi của cộng đồng mạng Trung Quốc. Chibu được đặt lên bàn cân so sánh với Triệu Lệ Dĩnh, mỹ nhân đỉnh đám xứ Trung. Theo các trang tin này chia sẻ thì khoảng thời gian trước, từ khi chưa chơi vào showbiz và còn ngồi trên ghế nhà trường, Chibu đã là một cô nàng nổi tiếng, nhận được nhiều lời mời của các công ty giải trí. Từ năm 2013, giọng ca Anh Ơi Ở Lại đã bắt đầu sự nghiệp phim ảnh bằng việc tham gia sitcom được chiếu trên sóng truyền hình. Chưa dừng lại ở việc tìm rõ về tiểu sử của nữ ca sĩ, trang này còn viết thêm rằng với thân hình nóng bỏng, Chibu được nhận xét là đẹp hơn cả Triệu Lệ Dĩnh, mỹ nhân nổi tiếng ở Trung Quốc từng đóng loạt phim như Sở Kiều Chuyện, Sam Sam Đến Đây Ăn Nào, đồng thời chia sẻ thêm nhiều hình ảnh khoe body của Chibu và Triệu Lệ Dĩnh để so sánh. Ngay sau việc Chibu lên báo Trung Quốc và trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội, nhiều khán giả đã vô cùng tự hào khi giọng ca gốc Hà Nội được so sánh với Triệu Lệ Dĩnh. Nhìn chung, việc một số nghệ sĩ Việt được khen ngợi trong các trang báo quốc tế cũng khiến cho cộng đồng mạng Việt tự hào về nghệ sĩ nước nhà. Chibu đã và đang có lẽ làm rất tốt những vai trò của cô tham gia trong showbiz. Các bạn nghĩ sao về những thông tin vừa rồi? Đừng quên chia sẻ cho DNews cùng biết nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!